Với sứ mệnh mang đến cơ hội đầu tư và gia tăng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứng khoán, D-Stock sử dụng rất nhiều thuật toán đặc biệt để tạo nên robot thông minh có khả năng đưa ra các phân tích, đánh giá điểm mua, bán của các cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể dựa vào đó để đưa ra các quyết định đầu tư. Robot chứng khoán D-Stock tuy mới được thành lập vào năm 2020, đến nay D-Stock đã được rất nhiều nhà đầu tư, báo chí quan tâm và đạt được rất nhiều danh hiệu và giải thưởng. Một trong số giải thưởng đặc biệt nhất là Thương hiệu Sáng tạo Đất Việt năm 2021. Phần mềm robot chứng khoán D-Stock có rất nhiều ưu điểm vượt trội. Phân tích và tìm kiếm cổ phiếu có can slim và điểm mua SEPA, rồi từ đó gửi cảnh báo và đưa ra khuyến nghị cho nhà đầu tư. Khuyến nghị điểm mua, bán cổ phiếu cho nhà đầu tư theo các phương pháp phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, các tín hiệu, chỉ báo của từng cổ phiếu, nhóm ngành để nhà đầu tư tham khảo. Định giá cổ phiếu, rating cổ phiếu và rating nhóm ngành theo phương pháp của IDB Rating, rồi từ đó có thể đánh cổ phiếu tốt, xấu và đắt hay rẻ. Luôn cập nhật, sáng tạo để mang đến lợi nhuận tốt nhất cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, điểm mua bán của D-Stock sẽ được hiển thị trên phần mềm phân tích kỹ thuật D-Chart. Phần mềm D-Chart giúp nhà đầu tư có cái nhìn khách quan nhất về điểm mua bán cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật. Bên cạnh đó, robot chứng khoán D-Stock không chỉ có trên nền tảng web mà còn có cả trên nền tảng iOS và Android. D-Stock cũng có đầy đủ các chỉ báo, tín hiệu, khuyến nghị cổ phiếu cho các nhà đầu tư theo thời gian thực, mang đến cơ hội đầu tư và gia tăng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứng khoán. Trong suốt quá trình hoạt động, robot chứng khoán D-Stock được khách hàng đánh giá rất cao mức độ chính xác, uy tín dành cho các nhà đầu tư. Để sở hữu được sản phẩm robot chứng khoán D-Stock, nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán theo link dưới mô tả dưới video.